các đại nghĩa sĩ Tân Dân Chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy này, tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lắm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Lại đấng tối cao, Thượng Đế, Trời, Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng và giữ nước, xin ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo, đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác thì phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Như gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Dạ, lời cầu nguyện xin chấm dứt. Xin trân trọng kính mời Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính mời Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng toàn thể quý đại biểu, quý đồng nhiệm và đồng bào thân thương trong và ngoài nước cùng an tọa. Quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước, một đời thề thì dân chiến đấu không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, dân dân đang chờ ngày vui no, xóa tan bao lỗi lầm than. Việt Nam nhân
còn chưa hòa phải đời lâu. Thánh đức nguồn ơn đang kết đồng, thiên ơn tụ phước sẽ quang phù rộng khai tâm đạo, long hỏi vượt qua cuộc bề dâu. Độ Tuyết xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, quý đồng bào thân thương trong và ngoài nước. Sau đây là thông báo từ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời, Văn phòng Thường trực, Lấy lại Đất Tổ, Không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Thông báo: phải dẹp bỏ Quốc hội bù nhìn Cộng sản Việt Nam. Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, cái gọi là Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kể từ khóa 12 chỉ gồm có 493 người do Đảng Cộng sản Việt Nam tự đưa ra, không do dân bầu, và Quốc hội này cũng đã tự biên, tự diễn, bầu lên khóa 13, nhiệm kỳ 2011 đến 2015, cũng không quá 500 tên đảng viên Cộng sản. Và cho đến Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016 đến 2021 hiện nay của chúng, cũng chỉ có 496 tên do khóa 13 tự bầu bán nhau, không hề cho dân bầu lên. Không như Quốc hội khóa 1 của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, gồm có 1.070 đại biểu được chọn lựa từ 85.672 thành viên Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời, dựa trên 6 triệu phiếu trưng cầu dân ý của người dân, bầu chọn Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, là vị lãnh đạo chính quyền, là đại diện chính thức của nước Việt Nam, để thay thế cho bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam và cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tay sai tàu cộng. Do đó, cái gọi là Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chỉ là bù nhìn, tham quyền cố vị, không đại diện cho nước Việt Nam và con người Việt Nam. Bọn chúng không có quyền hạn và cũng chẳng có tư cách gì để bầu lên bất cứ một nhân vật nào để lãnh đạo nước ta. Mọi người Việt Nam đang thức tỉnh, sáng suốt, không cần và chẳng phải tuân thủ bất cứ quy định hay luật lệ nào cho bọn gian đảng Cộng sản Quốc hội bù nhìn, tay sai tàu cộng này đưa ra. Và cũng không cần phải làm lụng khó nhọc để đóng thuế cho bọn gian tham này hưởng thụ trên mồ hôi xương máu của chúng ta. Đã đến lúc người dân Việt Nam không cam lòng để cho vài trăm tên Cộng sản Việt Nam gian tham, bù nhìn, không ra gì này, mặc tình muốn làm gì thì làm, muốn đè đầu cởi cổ hay mặc sức trấn áp toàn dân Việt Nam. Đã đến lúc chúng ta phải nhìn ra bọn Quốc hội bù nhìn này đều là những tên bù nhìn, công cụ của Cộng sản Việt Nam phản quốc, tay sai tàu cộng. Chúng chỉ buôn dân, bán nước, đang hành hạ nhân dân Việt Nam, cần phải bị đào thải và có thể bị lên án trọng hình trước pháp luật cho những phần tử ngoan cố tham gia các quốc hội phản dân hại nước này để lừa gạt dân chúng. Bình minh đang dâng lên tại Việt Nam, toàn dân đang hân hoan chờ đón ngày hồi hương của Đức Quốc Công. Trân trọng, Văn phòng Thường trực, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời. Xin mời quý vị và các bạn tham gia trưng cầu dân ý qua website
trưng cầu dân ý rất tiện lợi, nhanh chóng và an toàn do chuyên viên kỹ thuật rất tài giỏi của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời làm ra, như www trưng cầu dân ý hoặc vietnamcộnghoa3.com hoặc www chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trưng cầu dân ý viết tắt.com. Trân trọng kính chào. Đỗ Tuyết xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, quý đồng bào thân thương trong và ngoài nước. Sau đây là bài huấn từ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Hải ngoại ngày 16 tháng 12, 2020. Thưa quý vị, các bạn và anh chị em thân mến, hôm nay là ngày giỗ của thân phụ tôi. Lại một mùa Giáng sinh và năm mới sắp đến. Trong niềm cảm thông, yêu thương, chia sẻ với những đồng bào Việt Nam thân yêu, trong đó có quý cụ, quý ông bà, anh chị em, những thương binh, những trẻ em cô nhi, những người chưa có mái ấm, không đủ lương thực để sống qua mùa đông gió mưa lạnh lẽo, những người đang lang thang không nhà, bên lề đường, trong nghĩa địa, chịu sự chà đạp, trấn áp hay đang bị Cộng sản Việt Nam giam cầm, cuộc sống không còn bình yên. Xin cầu chúc cho tất cả vượt qua được sự cô đơn, khắc nghiệt của hoàn cảnh với niềm hy vọng chờ đón Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trên quê hương. Tôi chỉ muốn nhắc lại rằng, tà thuyết Cộng sản do ngoại nhân du nhập vào nước chúng ta đáng lẽ đã cáo chung từ lâu rồi. Nhưng bởi dân ta ngộ nhận, nuôi dưỡng, nên họa này mới tồn tại đến hôm nay. Do đó, chỉ cần người dân nhìn ra sự thật để không hỗ trợ Cộng sản nữa, thì chúng phải tan rã. Như chúng tôi đã từng trình bày hàng chục năm trước, Cộng sản đã nói rất rõ, chỉ có chúng ta nghe lầm hay không chú ý mà thôi. Chúng nói là chúng cướp chính quyền, không cần bầu ra chính quyền, chúng khẳng định nhà nước chỉ là quản lý, là công cụ, là người giúp việc, chỉ có đảng là lãnh đạo mà thôi. Đảng Cộng sản Việt Nam mới có thực quyền chi phối cả nước. Vậy đảng là ai? Là cái gì? Đảng không phải là 1 triệu bộ đội hay 1 triệu người có thẻ đảng. Những người này cũng chỉ là tay sai, là công cụ, phải thi hành theo lệnh trên hay chịu sự lãnh đạo ngu dốt và xuẩn động của các đầu sỏ Cộng sản Việt Nam để được ban phát ân huệ từ bọn quan tham ác độc tay sai tàu cộng này. Chỉ có nhóm đầu sỏ này mới chính là những tên thâu tóm quyền lực, buôn dân bán nước. Chúng sử dụng các bộ hạ là công an khu vực và các chi bộ đảng cấu kết thành một hệ thống kìm kẹp tinh vi để áp bức, trấn lột, bắt bớ, đánh đập, giam cầm, sát hại, trù dập dã man dân ta. Kể cả cái gọi là Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bù nhìn đến Mặt trận Tổ quốc chỉ là cánh tay nối dài, là một thứ công cụ robot do Đảng Cộng sản Việt Nam lèo lái mà thôi. Duy thực lực cộng không những là tiêu đề mà là sách lược của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đang đeo đuổi để giải thể chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Đừng quên Hồ Chí Minh là một gián điệp tàu cộng đã giả làm người Việt để lập băng đảng Cộng sản Việt Nam, sau đó thành lập và lãnh đạo cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nên cái gọi là nhà nước này không phải của người Việt Nam thành lập hay bầu lên. Chúng chỉ là bức bình phong, là giả, là ngụy tạo cho tàu cộng đưa ra với giả tâm muốn thâu tóm Việt Nam thành một quận lỵ của tàu để tha hồ đồng hóa nô lệ dân ta. Từ ngàn năm trước,
Giặc Tàu đã bị đại bại vì ý chí và sức đề kháng dũng mãnh, hào hùng của ông cha chúng ta. Do đó, ngày nay, chúng phải dựng ra thần tượng giả tạo Hồ Chí Minh. Y chỉ là một tên gián điệp Tàu, đội lốt người Việt yêu nước để cầm đầu băng đảng tội ác Cộng sản Việt Nam, chiếm đoạt nước ta bằng âm mưu dùng quỷ đậu nấu đậu, dùng người Việt khống chế dân Việt. Chính Tàu Cộng đang cai trị nước ta, ẩn nấp dưới cái tên gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và dùng hình ảnh tên giặc Tàu Hồ Chí Minh là cha già dân tộc để chế ngự sự kiên cường, bất khuất của nòi giống hùng Việt, và dùng âm mưu bần cùng hóa dân ta để giết đi sức đề kháng của toàn dân vì phải tất bật lo toan kinh tế nên bị hoàn cảnh đói nghèo khuất phục. Cách đây hơn 30 năm, chúng tôi và những nhà ái quốc Việt Nam đã lật tẩy Hồ Chí Minh bằng phương pháp yêu cầu cơ quan UNESCO so sánh dấu tay của Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh để chứng minh hai người này không phải là một. Vì nếu cùng là một người thì dấu tay phải giống nhau. Yêu cầu này đã đánh bại âm mưu của Cộng sản khi chúng nộp đơn xin tôn vinh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới. Ngày nay, chỉ cần DNA xác Hồ Chí Minh đang quàng tại Ba Đình sẽ chứng minh được y là người Tàu, không phải là người Việt. Sự kiện này sẽ đưa ra ánh sáng công lý một vụ án tày đình của Tàu Cộng nhằm diệt chủng dân Việt. Theo lộ trình của Mật Nghị Thành Đô mà bọn đầu xỏ Cộng sản Việt Nam đã ký kết bán nước ta cho Tàu Cộng. Thủ đoạn xâm lăng này rất thâm độc và tàn phá đất nước Việt Nam lâu dài hơn bất kỳ một cuộc xâm lăng quân sự nào từ trước đến nay. Cộng sản Việt Nam là một lũ vô thần đang cắt đứt tất cả huyết mạch, tôn ti trật tự, nhiều mối đạo đức, hữu thần, hướng thượng ngàn năm văn hiến tốt đẹp của dân tộc ta. Chúng đã biến xã hội Việt Nam thành một thứ chợ trời, một động mãi dâm quốc tế, đang dìm tương lai các thế hệ con em của chúng ta vào đống bùn nhơ. Cộng sản đã đầu độc toàn quốc, cả tinh thần lẫn thể xác. Chúng chỉ muốn con cháu hậu duệ của chúng ta trở nên một trong hai loại. Một là ăn chơi trụy lạc, hung ác, mất gốc. Hai là bị nghèo đói, ngu dốt, mù chữ, phải bán mạng sống, bán thân xác, bán máu xương, thân thể ốm yếu, gầy gò, bị khổ sai lao động, tâm trí rã rời, giống những như loài thú hoang, không biết ngày mai, không biết tương lai của mình đi về đâu, thì làm sao bảo vệ tổ quốc? Trong lúc con cháu bọn đầu xỏ Cộng sản thì vinh thân phì gia, nhà cao, cửa rộng, xây nhà bằng vàng, mặc tình hưởng thụ trên xương máu, mồ hôi và nước mắt của dân ta. Cộng sản đã sát hại, giam cầm những sĩ phu, hào kiệt, có tinh thần giúp dân cứu nước bằng những bản án khủng khiếp nặng nề để bất tử, để tận diệt tinh thần ái quốc của dân ta. Chúng đang từng bước đầu độc diệt chủng người Việt, đã hủy hoại cấu trúc xã hội tốt đẹp, truyền thống văn hóa, luân thường đạo lý, thiện lành của dân tộc, làm tan rã sự đoàn kết và ý chí tranh đấu, quật cường của toàn dân, hầu dễ bề thôn tính, diệt vong, nô lệ hóa toàn cõi, toàn quốc Việt Nam theo kiểu thực dân mới. Đó cũng là ý đồ hiểm ác, tồi bại, bất chánh do Tàu Cộng cầm đầu. Nhưng chúng đã lầm. Cho dù Tàu Cộng đã khống chế toàn bộ nước ta, đã dựng lên một đám đầu xỏ Cộng sản Việt Nam ngu dốt, cờ lờ mờ, nhưng tham lam như Nguyễn Xuân Phúc, hay xuẩn động như Nguyễn Phú Trọng, hoặc tham tàn, ác độc như Tô Lâm, hay hèn mạt như những loại khoa bản, bán chữ nghĩa, chấp nhận, làm trò mua vui, làm tay sai cho giặc, cũng không thể đánh bại được ý chí, sức chịu đựng và tinh thần ái quốc luôn âm ỉ trong lòng dân Việt. Đó là tài sản vô giá của dân tộc, là ánh sáng chân lý, là ngọn lửa thiêng, là sức bật vô song, là chính khí, là sức mạnh tối thượng của dân ta sẽ bùng phát để đốt cháy lũ tà ma và chế độ Cộng sản bảo tàng. Cái gọi là nhà nước
và Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam cầm đầu chỉ là tay sai của Tàu Cộng cướp chính quyền Việt Nam Cộng hòa, không do dân bầu lên nên không có chủ quyền, không có đủ tính pháp lý để đại diện cho quốc gia và nhân dân Việt Nam. Vì vậy, vai trò và sự hiện hữu của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, một cơ chế do đồng bào trong ba thế hệ gồm lão niên, trung niên và thanh niên Việt Nam khai sinh từ năm 1990 và đã được sự chuẩn thuận của trên 7 triệu phiếu trưng cầu dân ý của người dân là đại diện Việt Nam hợp pháp duy nhất. Chính phủ này từ căn bản đã có tính chất hiến định bởi dân, do dân và vì dân, và tuy lâm thời cũng đã được Chính phủ Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu gửi công hàm thừa nhận. Dù lãnh thổ đang bị giặc cộng xâm lăng, một phần người dân phải bôn ba tại hải ngoại, nhưng theo căn bản pháp lý thì dẫu chúng ta không ở trong căn nhà của mình mà chứng minh được chủ quyền thì căn nhà Việt Nam vẫn thuộc về sở hữu của một chính phủ đại diện cho dân. Và đương nhiên, những vị trí và vị thế mà cái gọi là nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang tiếm đoạt phải giao hoàn lại cho người chủ đích thực của đất nước là toàn dân Việt Nam qua một cơ chế đại diện hợp pháp duy nhất là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa. Nước ta có nhiều tài nguyên phong phú, có những kho tàng vô giá, những mỏ dầu khí khổng lồ vào tầm cỡ lớn nhất thế giới trong thềm lục địa, là một trong những chìa khóa quan trọng để khai mở tình trạng gần như bế tắc trên quê hương. Nếu Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa càng được thêm sự ủng hộ và hậu thuẫn mạnh mẽ của đồng bào toàn quốc, sẽ lấy lại quyền làm chủ đất nước chân chính, đích thực cho toàn dân Việt Nam. Qua công sức của những nhà ái quốc, nhờ sự giải thích của những thành viên trụ cột trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, nên ngày nay dân ta đã dần tỉnh thức. Họ không thụ động hay trông chờ sự giúp đỡ, giải quyết của đồng minh, hay không còn bị dẫn dụ bởi những kẻ thời cơ chỉ muốn thi thố tài năng qua các phương án còn nằm trong ý nghĩ chưa được thực hành. Vì vậy, toàn dân phải sẵn sàng cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa để tranh đấu giành lại quyền làm chủ đất nước, làm chủ những tài nguyên quý giá mà Thượng Đế Trời Phật ban phát cho dân tộc chúng ta, không cho Tàu Cộng và băng đảng Cộng sản Việt Nam và con cháu của chúng giả danh nghĩa đại diện nước Việt Nam để chiếm đoạt làm của riêng, chia chác nhau hưởng thụ, mà còn làm cho cả thế giới khinh khi dân tộc chúng ta qua hình ảnh những tên cộng nô và con cháu của chúng đang lan tràn khắp thế giới. Chúng dư thừa tiền bạc, lại to rập rủ nhau phạm pháp, trộm cắp, buôn bán ma túy, vô tư cách lôi kéo những người Việt cùng đường lạc lối, làm sỉ nhục danh dự của người Việt Nam chân chính. Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa đã và đang miệt mài cống hiến cho quốc gia, cho đồng bào những thành tựu thiết thực, nhưng vì nhiều người không nhớ hoặc chưa biết đến nên cần phải nhắc lại. Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do quý đồng bào trong ba thế hệ Việt Nam khai sinh mà Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam tìm mọi cách xuyên tạc, phá phách cũng vẫn tồn tại trên 30 năm nay. Đã liên tục tranh đấu, gửi sách báo, tài liệu, tiền bạc giúp đỡ cho 17 trại tị nạn trên 5 quốc gia vùng Đông Nam Á, từ Hồng Kông, Thái Lan, Phi Luật Tân, Mã Lai cho đến Nam Dương, Indonesia. Không nơi đâu là không có sự hiện diện hy sinh dấn thân của các thành viên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và phong trào Tân Dân Chủ trong 10 năm từ 1987 cho đến 1997. Đã thành lập tụ nghĩa đường
làm căn cứ của chính phủ trên đất nước Hoa Kỳ, đã dựng kỳ đài để tưởng kính các anh hùng tử sĩ và những chiến sĩ vô danh đã hy sinh vì Tổ quốc để lá cờ thiên Việt Nam Cộng Hòa tung bay phất phới hơn 30 năm qua, đã xây thánh miếu để thờ tự những hương linh đồng bào đã bỏ mình vì lý tưởng tự do, đã thành lập bia ghi ơn ngũ vị thần tướng và những anh hùng vô danh vì quốc vong thân, đã đeo đuổi vụ kiện Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam tại Tòa hình sự quốc tế trên 10 năm nay, đã sáng tạo ra hệ thống trưng cầu dân ý và đang thu nhận sự trên 7 triệu phiếu ủng hộ của người dân Việt Nam trên khắp thế giới, đã ban hành hiến pháp, đã thành lập Liên đoàn Hậu Duệ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, đã thành lập Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu, Liên đoàn Nữ Quân Nhân, Chí Nguyện Đoàn, Vệ Binh Quốc Gia và duy trì chương trình Tiếng Nói Việt Nam Cộng Hòa, Truyền Thông Công Lý, Cục Dân Vận, v.v. để chuyển tải tin tức và sự thật về Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa trên toàn thế giới từ những con tim chân chính, đích thực của những nhà ái quốc đang tận tụy, hy sinh ngày đêm để giúp dân cứu nước. Đã xây lục giác đài để tưởng nhớ ơn của 58.721 quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh tại Việt Nam. Không kể biết bao đại hội, chương trình truyền thanh, truyền hình, sách báo, hàng triệu truyền đơn, tài liệu, hàng ngàn livestream để cung ứng cho nhịp độ đấu tranh đương đầu với Tà Cộng và giữ mối liên lạc ngoại giao với quốc tế hơn 30 năm nay mà chưa bao giờ yêu cầu đồng bào đóng góp tài chính. Đất nước là của toàn dân, không phải của Cộng sản Việt Nam. Từ núi cao, biển rộng, sông dài, ruộng vườn, bờ ao, khóm trúc, từ cái nhà, chiếc xe, chợ búa đều là của dân, không phải của Cộng sản. Từ quyền cai trị đất nước cho đến chủ quyền lãnh thổ đều là của người dân, là do cha ông chúng ta khai phá và gìn giữ, bảo vệ, đều thuộc về toàn dân Việt Nam. Cộng sản Việt Nam không có gì cả. Những chung cư, lâu đài, cao ốc, của cải mà bọn đầu xỏ Cộng sản Việt Nam và con cháu của chúng đang nắm trong tay đều do cướp đoạt hay cưỡng chiếm của người dân. Đã đến lúc người dân phải lấy lại đất tổ, lấy lại tất cả những gì thuộc về nhân dân, thuộc về chúng ta. Đồng bào hãy tự tạo sức mạnh quần chúng, dùng bất kỳ một phương tiện hay cách thức nào an toàn để có thể loan truyền, phổ biến tin tức hoạt động của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trong nhân gian. Duy thật, lật cộng, từ trong nhà, trong thôn xóm, phường khóm, phải biết chỉ bảo, liên lạc chặt chẽ với nhau, cùng đoàn kết để bảo vệ cho nhau và tìm cách triệt hạ bọn công an khu vực ác ôn là tay sai do Cộng đảng điều khiển để theo dõi, bức bách, hãm hại người dân. Bọn này đều là tội phạm của nhân dân Việt Nam. Chỉ có người Việt mới cứu được nước Việt. Việt cộng, bỏ cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Ai có lòng vì đất nước, hãy đến với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Ai thật tâm vì quê hương thì tham gia. Ai muốn dẹp bỏ chế độ Cộng sản tại Việt Nam thì hợp tác để cùng nhau cất cao lời thề son sắt. Dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa chỉ có lý tưởng và hoài bão triệt tiêu chế độ Cộng sản để phục vụ cho dân tộc. Theo đà tiến hóa của nhân loại, đó là tâm đạo và chính nghĩa, lòng dân đang hướng về chúng ta, không cần phải chịu đựng thêm 1.000 năm bị giặc Tàu nô lệ, hay 100 năm bị Tây đô hộ và gần một thế kỷ bị Cộng sản Việt Nam khống chế. Cộng sản Việt Nam là tà đạo, đang mất tinh thần vì toàn dân Việt Nam không ngu, không còn bị phỉnh phờ, lừa bịp như trước. Chế độ Cộng sản phải ra đi, phải bị triệt tiêu hoàn toàn trên đất nước Việt Nam. Dân muốn thế,
và trời cũng thuận. Kính mong tất cả anh chị em và các cháu thân thương trong nội địa đừng quên cầu nguyện đấng bề trên phải luôn thương yêu, đoàn kết, giữ vững ý chí, tôi luyện bản thân, giữ gìn sức khỏe với sự phấn đấu kiên cường và niềm hy vọng cho một tương lai tươi sáng của đất nước và dân tộc Việt Nam trong cộng đoàn nhân loại vào thời Thượng Ngương Thánh Đức. Phải lấy lại chủ quyền của đất nước, không thể kéo dài, không phải là năm tới hay ngày mai, mà ngay chính hôm nay, ngay giờ phút này, mọi người phải tỉnh thức, phải tự đổi mới, phải biết đúng sai, thiện ác, chính tà. Tất cả những người Việt hào hùng, bất khuất, có lương tâm, liêm sĩ và một lòng vì tổ quốc, thương yêu dân tộc, hãy cùng tham dự công cuộc giải cứu đất nước là cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đứng ra giải thể chế độ tăm tối, nô lệ do những tên đầu sỏ cộng sản độc đảng, chuyên quyền, tay sai tàu cộng, không cho chúng tiếp tục đạp đầu mẹ Việt Nam, không cho chúng cởi cổ dân Việt, không cho chúng bức hại, giam cầm những nhà ái quốc, những trí thức của dân tộc, không cho chúng tra tấn, đánh đập, hành hung, truy bắt những anh chị em thanh niên, sinh viên, học sinh và lương dân Việt Nam vô tội, không cho chúng mặc tình cướp của giết người, cướp đất, cướp ruộng, cày mồ cuốc mã cha ông chúng ta, không cho chúng đụng đến bất kỳ người dân Việt Nam nào cả. Nước có quốc pháp, nhà có gia quy, không được độc đảng bạo tàn, vô thiên, vô pháp. Nhất định phải giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam. Năm mới sắp đến, xuân dân tộc, xuân cộng hòa yêu thương, thịnh vượng sẽ trở về trên quê hương. Một lần nữa, kính gửi đến đồng bào, quý vị, các bạn, anh chị em và các con cháu lời chúc khang an, sức khỏe dồi dào, thành công như ý. Nguyện xin Thượng Đế, Trời Phật ban phước lành cho dân tộc Việt Nam. Cúi xin hồn thiên sông núi phù trì cho con cháu hiệp lực, đoàn kết lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Trân trọng kính chào, Đào Minh Quân. Nó cho dân ta hết một đời lầm than. Việt Nam tân dân chủ chiều người đồng tâm đi tới khắp chốn muôn nơi đem tâm huyết to thắm núi sâu xóa bóng đêm đen cho dân có nhân quyền tự do vương chi thiên vương dân Việt Nam anh dũng kiên cường tay trong tay ta nào ngại chi muôn vạn gian khó anh đua tân Việt Nam soi sáng muôn nhà cho tương lai thăng hoa nước non Việt ngàn năm sáng tươi. Anh đốt quang vinh, quyết chí hy sinh cho dân nước Nam được thái bình. Em ấm nó cho dân ta hết một đời lầm than. Việt Nam tân dân chủ chiều người đồng tâm đi tới khắp chốn muôn nơi đem tâm huyết to thắm núi sông xóa bóng đêm đen cho dân có nhân quyền tự do. Vững chí tiến bước dân Việt Nam anh dũng kiên cường tay trong tay ta nào ngại chi muôn vàn gian khó thắp sáng anh đua tân Việt Nam soi sáng muôn nhà cho tương lai thăng hoa nước non Việt ngàn năm sáng tươi. Vững chí tiến bước dân Việt Nam anh dũng kiên cường tay trong tay ta nào ngại chi muôn
con Việt ngàn năm. Hôm nay, tôi xin chia sẻ bài của một đồng nhiệm viết về bài hát Một Lời Thề do Tổng thống Đào Minh Quân sáng tác. Bài viết Tổng thống Đào Minh Quân, nhà nhạc sĩ yêu nước, thương dân. Tổng thống Đào Minh Quân, người lãnh đạo của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, thường được biết đến như là một nhà lãnh đạo chống cộng, không khoan nhượng. Qua những bài diễn văn hùng hồn, đanh thép, khi nói đến cái gọi là chính quyền cộng sản tại Việt Nam. Lời nói hùng hồn, tha thiết của ông đi tận vào tâm phế của người nghe, làm động tâm những người chưa quan tâm đến vận mệnh của đất nước. Ngài cũng thể hiện một sự tha thứ hiếm có, điều chỉ có ở những nhà tu hành đắc đạo, với tôn chỉ, chiêu hiền những kẻ lầm đường lạc lối, với những câu nói bất hủ, bỏ cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Ngài chủ trương dùng tình thương xóa bỏ hận thù để lấy lại đất nước trong hòa bình, để bảo tồn nguyên khí của đất Việt nhằm có lực lượng chống lại tàu cộng trong tương lai. Ngài Đào Minh Quân còn biểu lộ tư tưởng, khí phách của mình, lòng đau đớn yêu nước thương nòi qua những vần thơ, điệu nhạc do ông tự thân cảm hoài, sáng tác ra những bài thơ, bài hát bất hủ, xứng đáng là những kho tàng văn hóa để lại cho các thế hệ mai sau. Với bút hiệu Anh Thương, Ngài đã sáng tác ra những bài hùng ca mang tâm trạng của những người con xa mẹ Việt Nam, nhưng vẫn luôn nhớ về quê mẹ, nhớ về lời thề quyết lấy lại quê hương đang nằm trong tay lũ cộng phỉ. Bài hát Một Lời Thề được sáng tác theo phong cách tự sự da diết cộng với tính bi hùng của bản hùng ca. Giọng nhạc từ tự sự da diết chuyển qua dòng nhạc mạnh mẽ, nói lên ý chí, quyết tâm trở về của những người con yêu nước. Trong câu mở đầu bài nhạc, hình ảnh mẹ Việt Nam hiện lên đau khổ, kiên nhẫn, chờ đợi ngày trở về của những đứa con. Ngài đã dùng hình ảnh quả tim vỡ để nói về quê mẹ Việt Nam, điều mà hầu như chưa có nhạc sĩ nổi tiếng nào nghĩ đến. Bao năm rồi mẹ khâu tim vụn vỡ. Hình tượng những quả tim vụn vỡ đã nói lên cái lòng của Ngài Đào Minh Quân, vỡ nát khi nghĩ về đất mẹ của mình, khi so sánh một đất nước Việt Nam thân yêu bị tan nát thành từng mảnh vụn. Chuyện này là sự thật. Đất nước Việt Nam đã bị bọn cộng sản tham tàn, xuẩn ngốc, phá nát ra thành nhiều mảnh vụn, văn hóa suy đồi, tình người trở thành chuyện cổ tích, đạo đức hèn kém. Chính nghĩa nhường chỗ cho sự tà ác lên ngôi, nhân nghĩa trở thành huyền thoại. Vì mối đạo đức kính trên nhường dưới, xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau đã bị tận diệt bởi bọn cộng sản. Bọn chúng chỉ biết thực thi âm mưu Hán hóa và tiêu diệt người Việt do tên gián điệp tàu cộng Hồ Chí Minh đưa vào nước Việt thân yêu. Quý vị đang ở trong nước chắc rõ chuyện này hơn ai hết. Vì những cái chết hàng ngày, những sự loạn luân, những chuyện dâm loạn giữa thầy cô giáo và học trò, vân vân. Tuy thế, mẹ Việt Nam vẫn cố gắng trong bao nhiêu năm trời, ngày lại ngày chấp vá những mảnh tim vỡ, để mong chờ ngày quả tim đó sống lại, đập mạnh mẽ để đón đàn con trở về từ phương xa. Nhớ đàn con ly tán bốn phương trời. Ở đây, Ngài Quân đã nhắn nhủ với mọi người rằng, mặc dù bị mất nước, nhưng chúng ta không bao giờ tuyệt vọng, như sau này ông đã đúc kết trong Thập Bát Thức, câu 12. Dại dột nhất của ta là tuyệt vọng. Cho dù bao lâu, người mẹ vẫn trông ngóng đàn con về để dẹp tan giặc cộng, cho dù phải khóc khô nước mắt, khóc bằng máu của con tim. Ngày lại ngày, đợi trông khô mắt lệ. Chẳng những là lệ của bà mẹ Việt Nam, lệ ở đây cũng là lệ của những người con tha hương, biệt xứ, nhưng lòng vẫn đau đớn về quê mẹ từng giờ, từng ngày. Ngài Quân cũng rơi lệ trong nhiều năm dài đăng đẳng vùi mình trong sa mạc để học chữ nhẫn. Ngày thì giải nắng dầm mưa, thi gan cùng gió cát. Đêm về thao thức chẳng ngủ trọn canh. Chung quanh bầy lang thú, độc xà vờn quanh.
lòng yêu quê hương, dân tộc đã tôi luyện cho ông Quân từ một đại phú gia trở thành một tu sĩ. Quý vị có thấy sự hy sinh của ông có giống với lúc Thái tử Sĩ Đạt Đa bỏ cung thành Vàng Son đi tìm đạo pháp cứu chúng sanh không? Nhưng những người con ly tán khỏi quê hương đã thề hứa sẽ quay về, nhất định sẽ quay về với mẹ Việt Nam thân thương, đang quằn quại trong xiềng xích của loài cộng nô. Con sẽ về, con sẽ về, mẹ ơi, con sẽ về. Đó là lời thề hứa da diết đến não lòng của những người con xa xứ, mong ngày trở về để phục quốc. Cho dù là sinh sống tại Hoa Kỳ, nơi có nhiều điều kiện sung túc, nhưng Ngài Đào Minh Quân vẫn luôn nhớ lại mối nhục mất nước, trách nhiệm làm mất nước của mình với tư cách là một người quân nhân. Chỉ cần con tim, còn máu, còn nhịp đập thì những người con yêu nước như Ngài không bao giờ quên đất nước, tổ quốc. Máu còn đây, tim còn đây, con không quên tổ quốc. Vậy so với Hồ Chí Minh, thì quý vị thấy ai yêu nước hơn ai? Quý vị tự trả lời đi. Mọi người yêu nước đều quen thuộc với các địa danh Đồng Nai, Thái Nguyên. Sông Đồng Nai với đồng bào miền Nam cực kỳ quen thuộc. Ít ra mọi người đều từng được uống dòng nước từ sông Đồng Nai. Còn địa danh Thái Nguyên không hề xa lạ với người Việt, vì nơi đó là cái nôi của Nguyễn Thái Học, người anh hùng bất khuất cùng 13 chiến hữu đã vươn cổ ra chịu chém. Máu của họ đã đổ xuống để tô thắm đất mẹ Việt Nam. Rừng núi Thái Nguyên đã ôm ấp, che giấu nhiều thế hệ người yêu nước, quyết đứng lên giành lại độc lập, tự do cho xứ sở thân yêu. Sông Đồng Nai nuôi con lớn dậy, rừng Thái Nguyên nuôi chí anh hùng. Chỉ với hai câu lời nhạc, chúng ta có thể thấy nhạc sĩ đã khéo léo thúc giục hùng khí của những người yêu nước. Lòng căm tức được nung nấu thêm lên bởi sự hiện diện của giặc cộng. Sự hiện diện của chúng như mũi tên cắm vào thân thể, đau đớn từng phút, từng giây. Giặc còn kia, thù còn kia, làm sao con yên giấc? Giận sôi gan nung nấu tim hồng. Làn ranh quốc cộng luôn hằn sâu trong tâm trí của những con người yêu nước. Những người không hề chấp nhận chủ thuyết phi nhân bản Mác Lê, thực chất là chủ nghĩa cộng sản đại đồng, tam vô, vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo. Quyết không đội trời chung cùng giặc nước, quyết đánh tan tà thuyết Mác Lê. Những người con yêu nước hạ lòng quyết tâm trở về, kêu gọi tới sự chứng giám của hồn thiên, núi sông, lòng quyết tâm trở về không gì cản được, cho dù đó là cái chết. Hồn núi sông linh thiêng chứng giám, nếu không về, chết không nhắm mắt. Ở đây quý vị thử nghĩ xem, có ai dám cất lời thề độc như vậy không? Có phải Ngài Quân là người can đảm và có sự quyết tâm đối đầu với giặc cộng cho tới ngày cuối cùng của cuộc đời không? Sự can đảm và sự không đầu hàng này đã dẫn dắt Ngài Quân đến một quyết định trọng đại, là hy sinh tất cả tuổi xuân, tài sản, danh vọng, gia đình để có thể chịu đựng gian khổ gần 20 năm trong sa mạc để tìm ra một sách lược tuyệt vời để triệt triệt cộng sản tại Việt Nam sau này. Họ đặt quyết tâm đến độ hạ lời thề độc để nhắc nhở rằng những ai còn yêu nước phải trở về để diệt cộng, nếu không sẽ là tội nhân thiên cổ của mẹ Việt Nam. Nếu quên thù, đất chẳng dung thân, nếu ương hèn tan xác quê người. Cái chết đối với người Việt Nam là một cõi đi về. Ai cũng muốn mình được nguyên vẹn hình hài để còn đầu nhập kiếp khác. Lời thề độc chết tan xác quê người là lời khẳng định mạnh mẽ nhất của những người con yêu đất nước Việt. Vậy quý vị có thấy Ngài Quân xứng đáng là người để đứng ra lãnh đạo đất nước Việt Nam không? Ngài đã nhìn ra tương lai một đất nước thoát họa cộng sản, nên ông đã đưa ra một lời hứa chắc như đinh đóng cột rằng những người con ở bốn phương trời sẽ quay về, nhất định phải quay về trong niềm hân hoan của dân tộc. Mẹ đừng lo,
con sẽ trở về trong tiếng hùng ca. Ngày đó chắc chắn phải đến, đến để phục hưng một đất nước điêu linh, điêu tàn và đau khổ. Vậy so với Hồ Chí Minh, quý vị có thấy Hồ Chí Minh có sáng tác được bản nhạc nào ra hồn không? Hay chỉ là một tên hán tặc đang tâm giết hại dân tộc Việt, âm mưu giúp Tàu thôn tính Việt Nam qua sự toa rập của bọn đầu sỏ cộng sản hậu duệ hiện nay? Quý vị có muốn là kẻ tội nhân thiên cổ gián tiếp để bị tiếng ngàn năm bia miệng không? Tôi tin tới giờ phút này, quý vị đã có quyết định là Ngài Đào Minh Quân là người duy nhất xứng đáng để bầu làm vị lãnh đạo của đất Việt, thay thế hình tượng tên tội đồ Hồ Chí Minh rồi. Vậy chỉ tốn chưa tới vài phút thôi, thực thi trưng cầu dân ý là quý vị đã cứu nước Việt rồi đó. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng quý vị cũng đồng ý với tôi là hồn thiêng sông núi nhiều đời đang tích tụ vào Ngài Đào Minh Quân, để sau này dưới sự lãnh đạo của ông, đất nước Việt Nam sẽ có dịp sánh vai cùng các nước Nam Châu đó quý vị. Tôi xin chấm dứt bài chia sẻ ở đây và hẹn quý vị trong những bài kế tiếp. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
đại nghĩa sĩ Tân Dân Chủ. Hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy nay, tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lắm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Nước Việt u hoài đã ngàn năm, dân Việt đắm chìm trong tối tăm, vận nước lênh đênh như biển cả, mịt mờ xa thẳm chí hờn căm. Vận nước đang chìm trong tối tăm, đau khổ u hoài đã ngàn năm, hào kiệt anh thư còn trắc ẩn. Đừng để dân tình cảnh thương tâm. Trân trọng kính thưa Ngài Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, kính thưa Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính thưa tất cả quý đại biểu, A517 vinh dự được thuyết trình về chủ đề Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, người thầy vĩ đại, người thầy nhân loại. Kính thưa toàn thể quý vị, khi nói về một con người với một nhân cách cao thượng, lớn lao và phi thường như Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, chúng ta đều nhìn nhận rằng Ngài chính là Minh Quân mà Thượng Đế đã ưu ái cho dân Việt, và chính vì thế mà trong vô vàn sự việc Đức Quốc Công đã và đang làm mà chúng ta nhìn thấy là vô cùng hiệu quả. Vượt xa sự tưởng tượng của toàn dân Việt nói chung cùng với giới tri thức Việt Nam nói riêng, điều nổi bật nhất đem đến sự thành công ấy chính là hai nhân đức cao cả và cao vời nhất của Ngài là đức kiên nhẫn và bao dung, mà Ngài Đức Quốc Công đã tu luyện thành công trong những năm tháng ở sa mạc hoang vu hẻo lánh. Chỉ cần có hai nhân đức ấy mà thôi thì bất cứ ai cũng đều xứng đáng làm bậc vĩ nhân. Trong khi chưa nói đến Ngài Đức Quốc Công còn nhiều những nhân đức cao quý khác nữa. 30 năm trường kiên nhẫn nếm mật nằm gai, tu thiền nghiệm định, dùng binh lược để phục quốc, lấy lại đất tổ không làm khổ dân, Ngài đã bỏ gần như hết cả đời người cho đại nghiệp giúp dân cứu nước, trong khi cả hàng triệu tri thức Việt Nam trong và ngoài nước cứ nhởn nhơ, thờ ơ như cố tình làm ngơ suốt bao nhiêu năm qua, thì Ngài Đức Quốc Công vẫn ung dung bước đi và tiến đến mục tiêu cuối cùng. Và trong những năm tháng sắp tới, có được bao nhiêu người quan tâm đến vô số hạn khối công việc sắp tới sẽ phải làm, đó là việc tái thiết một Việt Nam đã hoang tàn, đổ nát. Lấy lại cho được giềng mối đạo nghĩa của dân tộc, Ngài Tổng thống còn phải tiếp tục hy sinh thêm bao nhiêu năm nữa đây? Xin kể câu chuyện về sự kiên nhẫn để chúng ta so sánh và suy ngẫm. Câu chuyện có tên như sau. Nhà đạo sĩ Phương Đông. Có một chàng thanh niên nọ gần như cả một đời đã bỏ biết bao thời giờ công lao, miệt mài đi tìm thầy để học chữ nhẫn. Anh ta đi tìm gặp hết cao tăng này đến tu sĩ kia mà vẫn chưa bằng lòng. Một lần nọ, đang rong ruổi đó đây thì bỗng nhiên anh nghe tin ở bên Phương Đông có một vị đạo sĩ bậc thầy về đức kiên nhẫn. Anh chàng ta vui mừng và quyết tâm đi tìm, gặp cho bằng được vị đạo sĩ. Cất bước đường xa mà trong lòng tràn đầy niềm hy vọng. Bao năm trường băng rừng vượt núi, lội sông, cuối cùng anh đã tìm đến nơi. Anh vui mừng chào vị đạo sĩ, vị đạo sĩ hớn hở mời anh vào nhà. Nhìn thấy ngôi nhà gỗ đơn sơ nhỏ bé, anh rất ngạc nhiên đưa mắt nhìn kỹ thấy toàn chữ nhẫn đã ghi kín cả bốn bức tường. Chàng thanh niên buông miệng hỏi vị đạo sĩ, thưa thầy, chữ này là chữ gì? Vị đạo sĩ niềm nở trả lời, đây là chữ nhẫn. Chàng thanh niên chỉ tay và hỏi, thưa thầy, chữ này là chữ gì? Vị đạo sĩ vui vẻ trả lời, chữ này là chữ nhẫn.
Chàng thanh niên chỉ tay lên chữ bên cạnh và hỏi, thưa thầy, chữ này là chữ gì? Vị đạo sĩ ôn tồn trả lời, chữ này là chữ nhẫn. Chàng thanh niên cứ thế tiếp tục hỏi, và vị đạo sĩ liên tục trả lời, và cứ như thế cho đến lúc cuối cùng. Sau khi chàng thanh niên kiên nhẫn hỏi tiếp, vị đạo sĩ nghiêm giọng trả lời, tôi đã bảo với anh nhiều rồi, chữ này là chữ nhẫn. Vị đạo sĩ trong câu chuyện kiên nhẫn chưa đủ một ngày, trong khi ngài Đức Quốc Công đã kiên gan bền chí, kiên trì hơn 30 năm qua phải không, thưa quý vị? Xin quay lại đề tài. Thật tôi không thể tin được rằng những người như tôi khi vừa mới được sinh ra từ lòng mẹ đã phải nếm mùi xã hội chủ nghĩa, rồi lớn lên trong đói nghèo, què quặt và lạc hậu về tư tưởng. Đã 50 năm tuổi đời lặng lẽ trôi qua mà tôi chưa bao giờ được chính thức gọi tiếng gọi thiêng liêng cao cả, đó là tiếng gọi thầy. Ngoài người duy nhất mà tôi có thể gọi là thầy, đó là thân phụ tôi. Và bên cạnh đó, tôi cũng gọi sách là thầy của tôi. Những năm tháng tuổi thơ tôi tuy đã đi qua và đi xa, nhưng mỗi khi nhìn lại thì thấy thương và tội nghiệp cho bản thân, cũng như không biết bao bạn bè cùng trang lứa của tổ quốc, của quê hương đất mẹ Việt Nam thương yêu. Tuổi chưa đến trường đã phải bắt ốc hái rau, hái củi hàng ngày, mà cho tới tận ngày nay, quê tôi có lẽ chính vì cái nghịch cảnh bị cai trị, bị áp bức bởi bất công và gông cùm xã hội chủ nghĩa, nên dù ai có chú tâm tìm thầy cũng khó, lại có khi có thể nói rằng, ở cái đất nước xã hội chủ nghĩa, hầu như cũng chẳng mấy ai xứng đáng được thiên hạ gọi là thầy. Vì để xứng đáng, để xã hội trân trọng kính cẩn gọi là thầy, thì ít ra người thầy mà tôi muốn đề cập ở đây, ngoài kiến thức căn bản để huấn luyện truyền đạt cho hậu thế, cho mầm non tương lai của Tổ quốc, thì điều tối thiểu trong và ngoài bản thân người thầy ấy còn phải có nhân cách, nhân bản, đạo đức, tinh thần yêu tha thiết quê hương, yêu tổ quốc, yêu đất nước, yêu đồng bào và yêu mến trẻ thơ như yêu chính thân thể mình. Người thầy dạy phải có một chí dũng trí hùng, có lý tưởng chính nghĩa, sẵn sàng sống và hy sinh vì sự nghiệp giáo dục nước nhà. Lại cần có một tâm hồn thanh tao, cao thượng, nhẫn nại, kiên trì, giúp đỡ dạy dỗ mầm non tương lai của nước Việt nên người nên nghĩa, như lời tiên sinh dạy bảo, tiên học lễ, hậu học văn, giúp các cháu học làm người nết na lễ phép, biết kính trên nhường dưới, biết kính trọng thầy cô, thương mến bạn bè. Ngoài ra những điều như dạy các cháu ý thức về quốc gia dân tộc, độc lập chủ quyền biển đảo đất liền, bảo vệ môi trường, biên cương lãnh thổ và rèn luyện sức khỏe thể dục thể thao hàng ngày. Thật ra, ngần ấy cũng chỉ mới là những yêu cầu căn bản và tối thiểu của một người thầy, chứ chưa cần nói, chưa cần đòi hỏi nhiều hơn. Quả thực, kiếm đâu ra những người thầy như vậy, hỡi đất nước xã hội chủ nghĩa? Chính vì thế mà trong nhiều năm qua, hoàn cảnh trớ trêu đã không cho phép mình có nhiều chọn lựa. Cái môn mà tôi say mê học hỏi không phải là khoa học, âm nhạc hay văn chương. Môn mà tôi thích nhất là hai môn đạo đức và nhân bản mà tôi đã cố công rèn luyện hàng ngày. Gần như nó trái ngược hoàn toàn với bối cảnh thực tế tại Việt Nam, là nơi mà tôi ngày ngày phải chứng kiến. Đó là bối cảnh xã hội chủ nghĩa của cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, chủ trương tôn thờ chủ thuyết vô thần và vô đạo. Những thuở còn tấm bé, tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều những câu tuyên ngôn của Cộng sản như trời già dẹp lại một bên để cho Cộng sản tiến lên làm trời. Chúng còn dạy thanh niên học sinh qua những bài học rằng chẳng mưa từ chín tầng mây thì mưa từ những bàn tay con người.
đào núi và lấp biển vân vân. Mà chúng nó dạy và chúng nó làm thật. Cụ thể là môi trường thiên nhiên giờ này coi như đã bị Cộng sản xóa sổ hoàn toàn. Rừng không còn cây, nước không còn cá. Sự vô đạo của tà quyền Cộng sản phi nhân, phi nghĩa, chúng đã che khuất tư tưởng của biết bao thế hệ tuổi trẻ miền Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung. Chúng đã biến tư tưởng trong sáng của tuổi trẻ Việt Nam thành đen tối, nhu nhược và u mê lầm lạc. Chúng đã dùng chủ thuyết vô thần để tẩy não những tầng tầng lớp lớp con người Việt Nam hiếu đạo, trở thành những kẻ khát máu đồng bào, vong ân bội nghĩa với tổ tiên tiền nhân. Khoảng 30-40% những trẻ em trong làng theo cha mẹ rời quê hương. Ngày ấy, trong số đó có tôi, rời quê cha đất tổ nơi chôn nhau cắt rốn. Tôi đi đến vùng trời xa lạ, nơi đất khách quê người xuôi xuống miền Nam. Hành trang mà tôi mang theo chẳng có gì ngoài bài ca và những bài thơ ca ngợi tên Việt gian, gián điệp Tàu Cộng, giả danh Hồ Chí Minh Nghệ An và bè lũ Cộng sản vô thần. Vì tuổi đời còn non xanh thơ dại, ngày ngày tôi phải hành kế mưu sinh, còn đêm đêm tôi bạn với đèn sách. Và từ những năm tháng ấy, sách là thầy của tôi. Bên cạnh đó, tôi may mắn ít nhiều được tiếp xúc với những quyển sách nói. Đó là những nhân chứng lịch sử đang hiện hữu bằng người thật việc thật, chỉ cho tôi nhìn thấy sự thật. Đó là một số ít những quý cô chú bác thuộc giới cựu quân nhân, quân lực cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Mà khi ở miền Bắc, Cộng sản vô thần hướng dẫn chúng tôi gọi họ là ngụy quân, ngụy quyền. Cứ mỗi lời tâm sự của quý cô chú cựu quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa là một bài học giúp tôi tò mò tìm hiểu sự thật và hun đúc trong tôi chí khí nam nhi cùng những ước mơ và ước vọng sống đời tự do trong tôi bùng lên mỗi ngày. Tôi cô đơn lang thang đi tìm điều tôi mong ước, và vào khoảng giữa mùa hè 2016, tôi tình cờ gặp được một người lạ thay. Người ấy lần đầu tiên tôi mới bắt gặp, nhưng sao mà thấy như đã quen cả ngàn năm. Tôi như cá tìm về với nước nguồn. Ngay từ giây phút ấy, sức sống dân tộc bỗng hồi sinh, niềm hy vọng dâng trào trong tim. Ngay lập tức, tôi và gia đình đã trưng cầu mà không một chút do dự. Và cũng từ đó, tôi đã liên tục giới thiệu cho mọi người về Thủ tướng Đào Minh Quân và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2017, tôi đã hưởng ứng tinh thần của Thủ tướng bằng việc biểu tình ngay trong nhà mà không ra đường. Xin mở ngoặc nói nhỏ chút xíu, cũng ngay chính ngày ấy, tôi bắt đầu livestream để nói về sự thật và chỉ trình bày sự thật mà thôi. Như quý vị đã biết, trong cái gọi là xã hội chủ nghĩa, phi nghĩa, thì con người sẽ bị coi như vô nghĩa. Người đã biến đổi tôi từ phi nghĩa trở về với chính nghĩa, đồng thời giúp tôi biết phân định rõ đúng sai, thiện ác, chánh tà. Người đó chính là Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Vào tháng 10 năm 2019, tôi lại có thêm vinh dự được trở thành người của Tổng thống. Tôi đã ký đạp mặt tên Việt gian Hồ Chí Minh và trình đơn tham gia chính phủ. Dấu ấn đậm nét nhất trong đời tôi là khi tôi được vào trong phòng họp FCC. Từ ngày ấy, tôi vô cùng hạnh phúc vì được làm học trò của thầy, người thầy tôi yêu mến tên là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, dạy cho tôi môn học cứu dân, cứu nước, dựa trên hiến pháp quốc gia và công pháp quốc tế. Trực tiếp được đích thân người thầy tôi ân cần dạy bảo cho tôi nhiều những ý tưởng và những khái niệm về một xã hội Việt Nam phú vinh và cường thịnh. Bằng phương pháp sư phạm siêu phàm, thầy đã trình bày những nội dung và bài học vô cùng mạch lạc, lôi cuốn và đầy sức hấp dẫn,
thu hút sự tập trung chăm chú của người nghe. Những phạm trù kiến thức mà thầy tôi truyền đạt cho học trò vỏn vẹn chỉ có văn hóa tự do, độc lập, chủ quyền biển đảo, đất liền, nhân quyền, nhân bản, đạo đức, khoa học, lịch sử, kinh tế, chính sự, mở ngoặc chính trị, đóng ngoặc, quân sự, chỉ huy lãnh đạo, vân vân. Rất bao quát mà rất căn cơ, căn cứ trên luật pháp quốc gia và công pháp quốc tế. Đồng thời, thầy đã ân cần hướng dẫn cách cụ thể và kỹ kẽ cho các học viên biết vận dụng và vận hành hiến pháp ấy cách đúng đắn và đạt hiệu quả. Thầy còn dạy chúng tôi cách loại bỏ tất cả các tạp niệm gây trở ngại cho cá nhân và tập thể, không giúp ích gì cho hiện tại mà chỉ gây nguy hại. Hậu quả ấy còn liên lụy cả tương lai. Thầy của tôi có một kiến thức lớn, rộng, sâu và xa, đủ để hướng dẫn cho cả một cộng đồng nhân loại trên hành tinh này một lối đi duy nhất để đi đến hạnh phúc, hưng quang nòi giống và xanh tươi đời sống. Ngài đã linh hóa và ấn ký thành văn tự, đó là chủ thuyết tân dân chủ, nghĩa là tân dân minh đạo, rất nhân chủ và dân chủ. Tôi xin được trích lược như sau. Chủ đạo Việt có truyền thống vô bại và văn hóa đại hòa, được ấn chỉ, ấn quyết và đã ấn chứng trong suốt nguồn mạch văn hiến văn lang, lấy làng làm căn bản xã hội, được minh xác trong Kinh Dương Vương là quốc đạo, là minh triết, rất nhân chủ và dân chủ, nay được gọi là tổ tiên chánh giáo, đại đạo sinh tồn của Việt Nam. Và tới đây, hy vọng sẽ là kỷ nguyên mới của nhân loại, được mặc khải là tân dân minh đạo, được phát khởi trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tân dân năm 1987. Đại đạo sinh tồn là nhu cầu sống thực tại và thăng hoa của nhân loại, có mục đích phù trợ cho các đại tôn giáo trên con đường giải thoát, cứu độ hay cứu rỗi chúng sinh. Lịch sử cứu quốc và kiến quốc hiện nay phải triệu tập cho được anh hào, anh thư, Tuấn Kiệt Việt Nam trong nước và toàn cầu, để tụ cho được nguồn linh khí thiêng liêng vô bại của đất trời Việt Nam, của xương tủy máu thịt Việt Nam, của nền văn minh văn hiến Việt đạo đã được, xin lỗi, của nền văn hiến Việt đạo đã được sáng hóa bởi tiền nhân, do nhân dân và của chính chúng ta vậy. Chủ lực Việt phải thâu nhập linh khí để phát huy minh trí và minh triết cho chính thân tâm mình, gia đình, dân tộc và nhân loại. Thầy tôi quả là chính nhân thiên mệnh, đã xuất hiện thành nhân vị, đã hiện hữu giữa nhân gian, và trong con người ấy chất chứa sự tinh tú của nhân loại vũ trụ. Điều mà tôi yêu quý nhất nơi cung cách của thầy tôi là lòng từ bi bác ái đầy tình thương, thương yêu dân tộc quê hương, chính trung với tổ quốc, nhẫn nại trước khó khăn, bền gan trước nghịch cảnh, can đảm trước hiểm nguy, từ ái với kẻ bất công, bao dung với cả quân thù, biết nhục với nỗi nhục mất nước, biết đau với nỗi đau đồng bào, ung dung giữa bá tánh thiên hạ, và đang hiên ngang trực chỉ tiến thẳng về Sài Gòn thủ đô năm xưa, với những bước đi vững vàng, dù trên đôi vai đang mang cả đôi gánh mệnh tình non nước Việt Nam quê mẹ, đang ngày đêm phải oằn mình rướm máu bởi giặc Bắc ác lang không phút bình yên. Thầy tôi còn là bậc thầy về khoa tâm lý, mau mắn hiểu thấu những hoàn cảnh, những câu phát biểu và kể cả những từ ngữ trong từng lời nói của từng người, và linh hoạt trong bất cứ mọi tình huống, kể cả những lúc học trò mắc lỗi. Thầy đã khôn ngoan khéo léo xử sự cách nhẹ nhàng, nhưng cũng không thiếu sự cứng rắn cần thiết, để cuối cùng cả thầy và trò đều đi đến một kết cục đầy lòng cảm phục, thương yêu và càng quý mến nhau nhiều hơn. Nói cách khác là thầy đã xử sự mọi chuyện cách tích cực,
không thể tuyệt vời hơn và đã giúp tôi tự rèn luyện để trở thành người Việt Nam chân chính. Qua các bài huấn thị điều hành căn bản, bài học làm người Việt quốc gia chân chính, đặc biệt 18 điều suy niệm thập bát thức và vô số những lời tâm huyết mà thầy đã rót vào tim óc của học trò nơi diễn đàn Phục Quốc FCC. Xin dừng tại đây vài phút để quý vị cùng tôi có thêm cơ hội suy gẫm về thập bát thức 18 điều suy niệm. 1. Kho tàng vô tận của ta là nụ cười. 2. Thông minh nhất của ta là tự chủ. 3. Công bình nhất ta có là thời gian. 4. Bản thân nhất của ta là sức khỏe. 5. An ủi nhất của ta là bố thí. 6. Sức mạnh nhất của ta là khoan dung. 7. Thông thái nhất của ta là tình thương. 8. Hy vọng nhất của ta là tự thay đổi. 9. Thành công nhất của ta là sự lễ độ. 10. Kẻ thù nhất của ta là tham vọng. 11. Cô độc nhất của ta là mặc cảm. 12. Dại dột nhất của ta là tuyệt vọng. 13. Đau khổ nhất của ta là tự ti. 14. Sai lầm nhất của ta là dối trá. 15. Ăn năn nhất của ta là bất hiếu. 16. Tật nguyền nhất của ta là ghen tị. 17. Yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ. 18. Thất bại nhất của ta là tự kiêu. Thầy tôi tâm nguyện làm tướng sĩ vì lý tưởng bảo quốc an dân, nhưng kỳ lạ thay, thầy đã phải một mình sống ẩn dật như bậc tu hành suốt 25 năm, niệm sách thánh hiền, tu thiền nghiệm định, phác họa và phác thảo ra một quang lộ cho bộ tộc Lạc Hùng hiên ngang bước đi vào thiên niên đại kỷ và hướng cả nhân loại đến một nền quang lạc vĩnh kiếp vạn thu, một phạm trù xã hội tự nhiên đầy lý tưởng. Như thế, thầy của tôi không những là người thầy vĩ đại mà còn là người thầy nhân loại. Bằng một trí huệ minh sáng, thầy đã mở ra cho nhân loại một hướng đi chung mà không một quốc gia nào trên thế giới còn phải tìm lối đi riêng nào nữa. Bằng một trí huệ minh tâm, thầy đã trình ra một định luật có tính thông thiên tri, mở khí nhân, sáng linh tâm, nhằm canh tân tư tưởng loài người. Định luật này không tách rời khỏi chân lý, nhưng lấy chân lý làm căn bản và sẽ giúp các tôn giáo phát triển cách tốt đẹp và bền vững, giải thoát các cơ chế tôn giáo thoát khỏi những tạp niệm đang bao vây và bủa kín trăm bề, giúp loài người vượt thoát ra khỏi những khái niệm mù tối đã và đang nhấn chìm hoặc đang đeo bám họ suốt thế hệ này sang thế hệ khác. Phần các tôn giáo xin có chút nhận định mang tính khách quan lẫn chủ quan. Mặc dù các tôn giáo lâu nay vẫn không ngừng bỏ lê qua lại để thương thuyết cắt giảm bớt những định kiến tôn giáo bất di bất dịch và cũng không ngừng cổ vũ cho một kho giáo lý đầy lý thuyết suông và triết lý rườm rà. Còn hành động thì như một gã khờ cố bịt mắt ra đường xin ăn, hay sốt sắng chạy quanh như gà mắc tóc, hoặc như anh chàng lười ban ngày nằm ngủ, chờ sáng trăng mới đi cắt cỏ bò. Nhìn thấy cách sống đạo của đạo hữu các tôn giáo trong nước Việt Nam hiện nay chán ngán chán ngay. Kể từ sau mật ước Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên hay thời kỳ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa gọi là thời kỳ mở cửa, chung quy là thời kỳ 1990, hàng ngàn ngôi nhà thờ và hàng vạn ngôi nhà chùa được đảng cho phép mọc lên như nấm. Song song với việc xây dựng đền thờ thì đảng cũng đã cấp cho hàng triệu công dân xã hội chủ nghĩa tấm giấy với cái con dấu màu máu và hàng chữ chứng nhận tu sĩ. Cái nghịch lý ở đây mà quý vị thấy đó là đảng mở cửa và cổ vũ cho tự do tôn giáo. Ấy thế mà lạ thay, đạo đức xã hội Việt Nam cũng
từ đó mà banh chành ta lông. Làm phép tính nhẩm sơ sơ, cứ mỗi ngôi nhà chùa, nhà thờ mọc lên, đảng kiếm được khoảng vài triệu đô la, in tiền hồ cho dân chúng xài chơi. Thế mới có thể nói, sớm hôm kinh lễ nhà thờ ra đồng vác cuốc đào bờ sâm canh. Nó phản ảnh kết quả của việc dạy dỗ giáo dục Việt Nam hiện nay. Chúng dạy lịch sử mà không dạy Việt sử, dạy toán mà không rành công thức toán, dạy văn mà không biết đường văn, dạy đạo mà không biết hành đạo. Đừng nên bỏ Chúa theo thần, gốc mà không giữ, ngọn cành làm chi? Trong phòng họp FCC, thầy đã chỉ ra cho mỗi thành viên quốc hội cách hiểu và thực hành để biết phân định đúng sai, thiện ác, chánh tà. Chỉ tiếc rằng có một vài thành viên đã cảm thấy bài học dường như quá khó. Triết lý đơn giản mà căn bản của thầy tôi là thức ăn ăn vào sẽ biến thành máu nuôi cơ thể, thì việc đọc sách phải biến nó thành hành động gì đó. Nhân loại có tồn tại được trên vũ trụ này không phải do bởi phát minh khoa học hay bởi sự sáng tạo, sáng chế công thức mới lạ, và cũng không phải nhờ vào việc đào bới tài nguyên, khai thác dây chuyền, hoặc những quy thức hay những định thuyết nào ngoài vỏn vẹn chỉ hai chữ thương yêu. Chủ thuyết tân dân chủ có khả năng dịch chuyển tư tưởng nhân loại xích lại gần nhau, sống chung với nhau một cách êm ái, thuận hòa, giúp nhân loại biết hành động chia sẻ. Như vậy, các quốc gia sẽ không còn lý do hay lý cớ nào để tranh giành tranh chấp khi quyền lợi đã được tôn trọng và yêu thương được đong đầy. Ôi người thầy của tôi, người thầy nhân loại, người thầy vĩ đại, đã giúp tôi có thêm sự hiểu biết và sẽ cho tôi cơ hội hành động. Hành động yêu thương đối với đồng bào tôi. Kính lạy Thượng Đế Toàn Năng, xin tạ ơn Ngài đã cho tôi diễm phúc. Khi tuổi đời đã xế bóng, tôi vẫn còn cơ hội được làm người học trò để tôi được gọi lên tiếng Thầy. Tôi xin hứa sẽ vận dụng những kiến thức mà Thầy đã ân cần chỉ dạy để phục vụ đồng bào trong khiêm nhường, và làm cho anh chị em Việt Nam tôi được hạnh phúc. Bài thuyết trình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trân trọng kính cảm ơn Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Kính cảm ơn Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Kính cảm ơn quý đại biểu Quốc hội đã lắng nghe. Trân trọng. Tay cầm tay nối chi anh hùng, chung sức cùng dựng xây quê hương. Việt Nam ơi, tổ quốc ta, sao bài văn lớn trước xuân hạ, xương máu này còn rất quyết đòi. Đất nước này cha ông xây dựng, con cháu cùng gánh vác trung lưng, sao nỡ để thác của phần lâm, để cùng nhau giành lấy cơ đồ. Đất nước này cha ông xây dựng, con cháu cùng gánh vác chung lưng, sao nỡ để thất thủ xâm lấn, hãy cùng nhau giành lấy cơ đồ. Anh không đô cấu kết nhau, đem Việt Nam dâng hiến cho tàu, ôi nước Việt còn chi tương lai. Đồng bào ơi, hãy siết tay, lưng từ lưng phá đứt xích xiềng, cho nước Việt tự do phú cường.
Việt Nam ơi, quyết đứng lên, tay cầm tay nối chí anh hùng, chung sức cùng dựng xây quê hương. Việt Nam ơi, tổ quốc ta, sao mà đang lấn chiếm sơn hà, sương máu này còn vẫn tuyết đôi. Đất nước này cha ông xây dựng, con cháu cùng gánh vác chung lưng, sao nỡ nề thất thủ xâm lấn, thề cùng nhau giành lấy cơ đồ. Đất nước này cha ông xây dựng, con cháu cùng gánh vác chung lưng, sao nỡ nề thất thủ xâm lấn, thề cùng nhau giành lấy cơ đồ. Bầy không nô cấu kết nhau, em Việt Nam dâng hiến cho cầu, ôi nước Việt còn chi tương lai. Đồng bào ơi, hãy siết tay, lưng tựa lưng phá đứt xiết xiềng, cho nước Việt tự do phú cường. Đất nước này cha ông xây dựng, con cháu cùng gánh vác chung lưng, sao nỡ để đất của tâm lâm, hãy cùng nhau giành lấy cơ đồ.